nhích từng chút, kẹt xe nhiều giờ đồng hồ. Càng gần cuối năm, lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lại một tăng, khiến cánh lái xe đông lạnh hay chở rau củ quả càng thêm lo lắng. Kẹt xe trên cao tốc á, thì thời gian di chuyển mình nó lại chậm hơn theo tiến độ mà hàng hóa mình. Không chỉ trên đường, trung tâm quản lý điều hành cao tốc toàn tuyến có giá trị cả nghìn tỷ đồng cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Hàng chục màn hình đã không có tín hiệu, nhiều thiết bị đã hư hỏng. Có một nửa số lượng của camera là chuyển về trung tâm. Thì hiện tại là các nhân viên vận hành ở đây thì chỉ có thể là quan sát và có sự cố xảy ra thì sẽ điện cho các lực lượng chức năng ở trên đường cao tốc tới xử lý. Còn cái việc mà đưa thông tin để lên các cái bảng điện tử như VMS là bây giờ là do là lỗi phần mềm cho nên là các nhân viên không thể thực hiện để mà đưa các thông tin lên trên các cái bảng ở các cái cửa ngõ ra vào đường cao tốc. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, khi hết hợp đồng chuyển nhượng quyền thu phí với công ty Yên Khánh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiếp nhận và giao lại cho Cục Quản lý Đường bộ 4. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ là quản lý vận hành, chứ không đủ thẩm quyền để khai thác, do đó không có nguồn thu. Cũng đã coi thực hiện một loạt các cái giải pháp để tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cũng như là hạn chế các cái tai nạn sự cố trên đường cao tốc, nhưng mà vẫn còn có những cái tồn tại không thể coi xử lý triệt để dứt điểm. Các chuyên gia cho rằng để vận hành và quản lý hiệu quả thì cần sớm thu phí trở lại đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Việc này không chỉ tránh lãng phí mà còn tạo nguồn thu để duy tu sửa chữa. Cách duy nhất là chúng ta sẽ thu phí trở lại. Nhưng vấn đề là đây là một tuyến đường do nhà nước đầu tư, thành ra nhà nước phải công bố cho dân biết, tức là thu phí này là thu phí như thế nào, ai sẽ đứng ra thu phí và phí thu được thì dùng vào việc gì. Thì theo tôi ấy, là nhà nước phải đứng ra thu phí, chứ không thể để tư nhân thu phí được. Nhà nước phải công bố là sẽ đưa vào để xây dựng cơ sở hạ tầng của giao thông miền Tây, chứ không để làm gì cả. Báo cáo của Cục Đường bộ 4, quý 4 năm 2018, lưu lượng xe chỉ vào khoảng 38.000 lượt, nhưng kể từ khi dừng thu phí thì đã tăng lên 51.000 lượt. Cuối năm còn tăng hơn nữa, điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, mà còn làm cho tuyến đường này xuống cấp trầm trọng hơn.